lĩnh vực thực phẩm chức năng là lĩnh vực mới đối với thế giới và cả việt nam hiện nay sự hiểu biết của mọi người về thực phẩm chức năng còn chưa đầy đủ việc quản lý thực phẩm chức năng còn bất cập việc sản xuất kinh doanh thực phẩm chức năng còn nhiều khó khăn vấn đề hiểu đúng sử dụng đúng thực phẩm chức năng là kiến thức rất cần thiết đối với mỗi chúng ta lợi dụng lòng tin của người tiêu dùng nhiều thực phẩm không phải là thực phẩm chức năng hoặc thực phẩm chức năng nhưng không rõ nguồn gốc đã được tung ra thị trường làm cho người dân bị mua nhầm và ảnh hưởng đến những thực phẩm chức năng có uy tín khác Chào quý vị các bạn. Như quý vị các bạn vừa xem trên phóng sự thì hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại thực phẩm chức năng được quảng cáo với những hiệu quả là sử dụng để chăm sóc và điều trị sức khỏe cho nhân dân. Vậy thực phẩm chức năng là gì? Trên thực tế thì nó có tác dụng đúng như là lời quảng cáo hay không? Đó là nội dung chương trình sức khỏe cho mọi người hôm nay sẽ đề cập tới. Chúng tôi xin giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình hôm nay. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đáng, cục trưởng cục an toàn vệ sinh thực phẩm Bộ Y tế, chủ tịch hiệp hội thực phẩm chức năng Việt Nam. À, bác sĩ Phạm Hưng Cùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm chức năng kiêm Tổng Thư ký. À, và cảm ơn quý vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi. Phân tích một cách cụ thể hơn về những cái điểm khác nhau cơ bản giữa thực phẩm chức năng với thực phẩm thông thường ạ. Có thể nói thực phẩm chức năng và thực phẩm thông thường nó có những cái khác nhau và giống nhau. Cái điểm đầu tiên là thực phẩm chức năng và thực phẩm thông thường nó khác nhau ở chỗ về tác dụng. Thực phẩm chức năng thì phần lớn nó nhằm vào tác động tới các chức năng của cơ thể. Thế còn thực phẩm truyền thống chủ yếu là nó cung cấp năng lượng các chất dinh dưỡng. Ví dụ như là người ta định nhằm vào một cái chức năng nào đó thì người ta sử dụng cái thực phẩm chức năng đó. Hầu như nó không tạo ra năng lượng. Thì đấy là cái khác nhau cơ bản đầu tiên. Thế người ta mới gọi là thực phẩm chức năng. Bởi vì nó sẽ phục hồi, duy trì và tăng cường các chức năng của cơ thể đã bị suy yếu. Hoặc đã có thì nó làm mạnh lên hoặc là nó duy trì. Cái, cái điểm thứ hai là về công nghệ sản xuất thì đối với thực phẩm truyền thống và thực phẩm chức năng đều sản xuất theo công thức nhưng thực phẩm truyền thống thì sản xuất theo công thức một cách thô thô sơ hơn Đấy, ví dụ như từ các nguyên liệu thô từ động vật và thực vật thế nhưng thực phẩm chức năng được sản xuất theo công thức rất là tinh vi khoa học trên cơ sở nghiên cứu của các nhà khoa học Đấy, và có điều chỉnh và cái điểm thứ ba là thực phẩm chức năng thì có thể khi khối lượng của nó rất ít Đấy, ví dụ như đóng dạng viên người ta chỉ dùng một vài viên trong một ngày hoặc là một vài gam trong một ngày còn thực phẩm truyền thống là phải tính bằng gam và lạng khối lượng dùng rất lớn và cái điểm thứ tư nó khác nhau nữa là thực phẩm chức năng thì nó được nghiên cứu một cách khoa học từ labo đưa ra sản xuất còn thực phẩm truyền thống thì phần lớn là từ các đầu bếp người ta nghĩ ra các loại thực đơn để làm chưa được thử nghiệm một cách công phu trong labo nhưng thực phẩm chức năng thì phải nghiên cứu công phu trong labo và trên thử nghiệm lâm sàng thì đấy là những cái khác nhau cơ bản giữa thực phẩm chức năng và thực phẩm truyền thống. Vâng, truyền thống. Vâng, vài năm gần đây thì chúng ta cũng nghe ừ. rất là nhiều đến cái từ thực phẩm chức năng. Ừ. Nhưng mà nếu mà nói về tác dụng của thực phẩm chức ừ. năng thì có lẽ cũng nhiều người chưa biết. Vậy ừ. thì ông có thể phân tích về vấn đề này. Thực phẩm chức năng trước hết ta phải hiểu nó là những cái sản phẩm có tác dụng là duy trì, tăng cường và phục hồi các chức năng của cơ thể. Thế thì nó có một số tác dụng sau đây. Cái thứ nhất là nó bổ sung các vitamin thì qua các vitamin đó nó sẽ có phục hồi lại những cái chức năng của cơ thể đã bị suy yếu. Cái thứ hai là nó cung cấp các chất sinh học. Đấy, ví dụ các chất sinh học đó được các nhà khoa học nghiên cứu nó có tác dụng để phục hồi, tăng cường hoặc duy trì các chức năng. Ví dụ như chức năng đường ruột, ví dụ chức năng của gan, chức năng của tim, chức năng của tiêu hóa, chức năng của sinh dục, vân vân. Thế thì nó bổ sung những cái chất sinh học đó, nó chiết xuất những cái chất sinh học đó từ các sản phẩm tự nhiên, từ thảo dược, từ cây cỏ, từ động vật để lấy ra những cái chất đó để nó có tác dụng thế hoặc là những chất ở trong cây chè để có tác dụng hỗ trợ cái khả năng miễn dịch của cơ thể thế thì đấy là cái thứ hai mà để chúng ta biết cái tác dụng đó cái thứ ba là nó nhằm tăng cường cái khả năng chống đỡ của cơ thể thì đây là cái mà có thể nói mà cái thành tựu phát minh lớn nhất của thực phẩm chức năng tức là nó tác động tăng cường cái khả năng chống đỡ của cơ thể đấy làm tăng cường cái khả năng chống oxy hóa của cơ thể đấy là cái quá trình mà nghiên cứu công phu lâu dài người ta đã tìm ra, cho nên nó góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đấy nó làm chậm cái sự tiến triển của quá trình suy giảm miễn dịch và nó làm tăng cường cái khả năng chống đỡ của cơ thể, nó kéo dài tuổi thọ, làm cho con người trẻ lâu và tuổi thọ cao, cho nên ví dụ như ở nước Nhật hiện nay có thể nói tuổi thọ cao nhất thế giới cũng là một nước mà người ta có cái ngành thực phẩm truyền chức năng lâu đời, đấy được sản xuất phong phú đa dạng và nó góp phần kéo dài tuổi thọ. Thưa sĩ Phạm Hưng Cùng, vừa rồi thì phó giáo sư tiến sĩ Trần Đáng phân tích rất là cụ thể những cái tác dụng của thực phẩm chức năng và trong đó có nhấn mạnh đến một cái tác dụng tức là hỗ trợ trong việc điều trị một số bệnh của cơ thể con người. Vậy thì ông có thể phân tích cái sự khác nhau giữa thực phẩm chức năng với thuốc điều trị bệnh? Về về thực phẩm thì thực phẩm chức năng và thuốc thì như giáo sư Trần Đáng còn nói có những điểm giống nhau nhưng cũng có những điểm khác nhau vì vấn đề tại sao là như vậy? là về thực sự là thực phẩm chức năng cũng như là thuốc có nhiều loại có nguồn gốc từ thảo dược, có nguồn gốc từ động vật và khoáng vật cũng như là 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 các cái loại sinh học. thì để cho nó dễ tiện dễ hiểu thì tôi đưa ra một cái hình ảnh như thế này là cái vòng tròn thứ nhất bên này đây là thực phẩm, cái vòng tròn thứ hai bên này là thực phẩm là là thuốc và giữa hai cái vòng tròn này có một cái vùng gạch chéo thế này, vùng thứ ba. Đấy là cái vùng giao thoa giữa vùng 1 và vùng 2. Đây chính là thực phẩm chức năng. Như vậy rõ ràng ta thấy giữa thực phẩm rồi thực phẩm chức năng và thuốc có những điểm giống nhau và những điểm khác nhau. Vì thế, cho nên uh, uh, thực sự mà rạch ròi ra là cái khác nhau uh, hoàn toàn thì rất là khó. Nhưng mà chúng tôi phân tích có một số điểm Uh, khác nhau như thế này. Thứ nhất là uh, thực phẩm chức năng là những cái sản phẩm nó có tác dụng tác dụng hiệu lực bổ sung nâng cao điều chỉnh uh, các cái chức năng hoạt động của các cơ quan bộ phận trong cơ thể hoặc là một bộ phận hoặc là toàn bộ cơ thể và với mục đích là tăng cường cái sức đề kháng mà đông y gọi là tăng cường chính khí rồi lập lại điều hòa lại âm dương rồi khi âm dương mất thăng bằng thì là sinh bệnh lý thì nó lập lại cái âm dương uh, đồng thời À, nó điều chỉnh cả cái công năng và làm cho cái cái sức chống đỡ của thể tốt hơn, cho nên nó phòng ngừa bệnh tật được tốt hơn, làm cho con người sống khỏe hơn, sống vui vẻ hơn, sống hạnh phúc hơn và sống lâu hơn. Nghĩa là gì? giúp cho sức khỏe con người tốt hơn ở cả hai mặt, cả tâm hồn và cả sức khỏe à, thể chất. À, thưa phó giáo sư tiến sĩ Trần Đáng, vậy thì ông có thể đưa ra một cái ví dụ cụ thể với những cái bệnh nhân mà chẳng hạn họ đang điều trị bệnh, ừ. họ kết hợp um sử dụng thực phẩm chức năng với những bệnh nhân mà cũng điều trị bệnh nhưng mà họ không sử dụng thực phẩm chức năng thì cái tiến triển tiến triển của bệnh như thế nào ví dụ ngay nhất ở đơn vị tôi có một trường hợp bị bệnh ung thư thế thì những trường hợp tương tự như vậy thì nó tiến triển rất nhanh và tiến tới một cái sự tử vong thế nhưng từ khi có thực phẩm chức năng thì trường hợp này đã dùng thực phẩm chức năng cùng với kết hợp với tây y để tăng cường cái khả năng chống đỡ của cơ thể cho nên cuộc sống được kéo dài đấy. ví dụ như cho đến nay đã hai năm đến sang năm thứ ba vẫn có thể là cuộc sống vẫn được duy trì thì đấy là một cái mà rõ rệt nhất thì rõ ràng là thực phẩm chức năng đấy. nó không có tác dụng chữa bệnh trước mắt nhưng có tác dụng như chúng tôi đã đưa ra cái định nghĩa ban đầu là có tác dụng là phục hồi duy trì và tăng cường các chức năng của cơ thể đã bị suy yếu Thế thì đấy là cái vì thế cho nên nó hỗ trợ trong điều trị rất lớn thế thì nếu ở một cái trường hợp nào đó mà anh sử dụng cái thực phẩm năng phối hợp thế hoặc cái này có những cái bệnh mãn tính là cái bệnh mà của xã hội chúng ta đang rất phát triển ví dụ như viêm đại tràng mãn tính thế rồi là bệnh tiểu đường và nhiều bệnh khác thế nếu chúng ta biết cách sử dụng thực phẩm chức năng phối hợp thì có thể nói đến một lúc nào đó nó sẽ làm cho cái bệnh đó giảm hẳn đi và phục hồi lại những cái chức năng đã bị suy yếu nó không có tác dụng chữa bệnh cấp tính như là thuốc chữa bệnh. Nhưng về mặt lâu dài nó sẽ phục hồi cái chức năng đó lên. Đấy, và làm lu mờ cái chứng bệnh ấy đi. Thế thì đấy là những cái hiệu quả mà hiện nay thế giới đã công nhận. Khi điều trị một bệnh có thể dùng thuốc Tây Y và kết hợp sử dụng thực phẩm chức năng được không? Hay là phải điều trị hết thuốc Tây Y sau đó mới dùng thực phẩm chức năng? Xin cảm ơn các bác sĩ. À, xin mời bác sĩ Phạm hưng Cung ạ. À, cái này thì thực sự là không phải dùng hết cái này mới dùng cái kia trong cái quá trình điều trị có thể là dùng song song cả hai thứ thì nó càng hỗ trợ cho nhau tốt hơn lên cho không có phải dùng hết thứ này mới dùng thứ kia à, một khán giả ở quận ba đình ừ. hà nội à, xin hỏi bác sĩ phạm hưng cùng thực phẩm chức năng ngoài những lợi ích thì có tác dụng phụ nào không và nếu người sử dụng bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ thì có thể được đền bù ở đâu ạ à, đến cái giờ phút này thì thực phẩm chức năng ở việt nam đã dùng khá nhiều năm nhưng mà chưa có một trường hợp nào tôi xin nhắc lại là, là chưa có một trường hợp nào bị ngộ độc hoặc là có cái tác dụng phụ tại vì thực thực sự thực phẩm chức năng chức năng nó có nguồn gốc từ thực phẩm cho nên là cái độc tố của nó hầu như là không có vì thế uh, cho nên các bạn không có phải uh, sợ gì cả không phải ngần ngại gì cả cứ dùng thoải mái không có về ngộ độc cũng như không có các cái tai biến do cái thực phẩm chức năng đưa lại. Được. À, thưa phó sư tiến sĩ Trần Đáng, vậy thì những cái trường hợp nào thì nên sử dụng thực phẩm chức năng và những trường hợp nào không cần thiết là phải sử dụng thực phẩm chức năng? Có thể nói thực phẩm chức năng nó là thực phẩm, cho nên theo tôi cũng như theo khuyến cáo của các nhà khoa học tất cả mọi người đều nên dùng nếu có điều kiện. Bởi vì anh dùng chỉ có tốt thôi. Tại sao? Một, anh ốm anh dùng cũng sẽ tốt, anh khỏe anh dùng cũng sẽ tốt. Vì sao? Vì anh sẽ duy trì được cái chức năng của anh và anh tăng cường chức năng của cơ thể. Đấy. Ví dụ như bản thân tôi thường xuyên sau khi ăn cơm xong bao giờ có thực phẩm chức năng ở bên cạnh bàn Đấy, để dùng hai ba loại nữa bổ sung thế để làm gì giúp cho mình minh mẫn hơn giúp cho mình khỏe hơn giúp cho các chỉ số về sinh hóa của mình nó được ổn định không có tiểu đường không có huyết áp cao không có gọi là cholesterol cao vân vân thế thì đấy tôi khuyến cáo mọi người bởi vì nó là thực phẩm mà đấy. thì anh sẽ dùng hỗ trợ cho cơ thể như thế thì kể cả người khỏe và cái đặc biệt nó khác ở cái thuốc ấy thuốc lại chỉ dùng cho người ốm và sự kê đơn của bác sĩ mà dứt khoát phải theo kê đơn của bác sĩ còn thực phẩm chức năng là anh dùng cho tất cả mọi đối tượng Đấy, để bảo vệ sức khỏe cộng đồng kể càng người khỏe dùng sẽ tốt hơn và người ốm dùng sẽ tốt hơn Dạ vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đáng. Khán giả ở Phủ Lỗ Đông Anh xin được hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đáng. Tôi đã đọc một tờ báo và nói thấy nói rằng hãy cảnh báo với thực phẩm chức năng có thể gây ung thư nếu sử dụng nhiều. Có thực sự như vậy không? và có căn cứ cơ sở khoa học nào để người dân có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng thực phẩm chức năng ạ? Nếu mà tác giả mà có những cái thông tin này tôi khẳng định ngay là hoàn toàn không đúng. Bởi vì không có một cái thực phẩm chức năng nào có nguy cơ gây ung thư cả. Điều là khẳng định rồi. Không tìm thấy một sản phẩm nào trên thế giới này về thực phẩm chức năng mà gây nên nguy cơ ung thư tức là khán giả có thể hoàn toàn yên tâm vâng hoàn Mình toàn yên tâm xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ trần đáng và bác sĩ phạm Văn cùng đã có những câu trả lời cho khán giả truyền hình